Thì ngày nay du học Mỹ được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học. Và trong chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay, mời các bạn cùng trò chuyện với em Diệp Mỹ Thanh, một tân du học sinh Mỹ vừa nhận được visa du học. Chị chào Thanh. Chào chị. Và Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, năm nay em 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp Đại học Văn Lang và em cũng vừa lãnh bằng vào tuần trước. Hôm nay thì em đi xin visa và rất may là em đã đậu. Niềm vui được nhân đôi đúng dạ. không? Cái cảm nhận của Thanh khi mà nhận được visa du học Mỹ như thế nào em? Dạ thì cũng như em vừa nói á, tuần trước thì em cũng vừa lãnh bằng xong rồi bây giờ lại đậu visa đó, em rất là vui. Cái lý do tại sao Thanh chọn Mỹ để du học em? Dạ em chọn Mỹ thì bởi vì ở bển thì em cũng có bạn bè ở bển. Rồi ba mẹ cũng muốn em đi sang bển thì sau này cái tấm bằng của em trở về Việt Nam á sẽ có giá trị và em có thể có cơ hội thăng tiến cao hơn. Qua Mỹ thì mình sẽ học ở bang nào vậy? Dạ em học tại bang Massachusetts. Rồi mình học ở trường nào? Dạ em lúc đầu thì em sẽ học tại trường UC Boston. Sau đó em sẽ chuyển tiếp và học chính thức tại trường UMass Boston đó chị. Rồi cái cảm nhận khi mà làm hồ sơ lên Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Dạ thì trong thời gian làm hồ sơ ở đây á thì em có những cái thắc mắc gì á, em hỏi các anh chị đều trả lời rất là tận tình. Và anh Khôi với chị Kim là hai người cũng trực tiếp hướng dẫn cho em á. Anh Khôi em thấy rất là nhiệt tình, dễ thương. Em có cái thắc mắc gì á, em gửi mail hay là những cái tin nhắn thì cho anh Khôi đều trả lời rất là nhanh chóng. Trong quá trình phỏng vấn thì em cũng có học với anh Bảo Anh. Thì lúc đầu thì nói chung là em cũng có hơi phần sợ sệt đó. Nhưng mà sau khi học với anh Bảo Anh thì anh cũng phân tích cho em nghe nhiều cái khía cạnh và những cái mặt mà em cần phải tránh né. Cho nên là từ đó em cũng cảm thấy là tự tin hơn. Khi đi vô phỏng vấn thì em cảm thấy tự tin. Rất là tự tin. Qua đâu thì Thanh biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ thì em cũng tìm kiếm ở trên mạng và nó có giới thiệu là những cái công ty uy tín đó chị. Thì em thấy là Tân Đại Dương là một công ty tốt cho nên là em quyết định chọn Tân Đại Dương. Cái dự định này, trong tương lai của Thanh thì như thế nào em, sau khi học xong tại Mỹ thì em có dự định gì? Dạ sau khi học xong tại Mỹ thì em sẽ về Việt Nam làm việc cho công ty VNG như lúc đầu em cũng mong muốn. Và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em học tập tốt tại Mỹ và hoàn thành được ước mơ của mình nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của em Diệp Mỹ Thanh về cái quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường cao đẳng đại học của Mỹ. Và các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ ở quận Nhất, quận 5 hoặc là Nha Trang. Thông tin về các chia sẻ thì các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!